Thưa quý vị, để ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện, trong đó yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ sau. Đối với khu vực Quảng Bình, Cà Mau thì theo dõi thông báo diễn biến vùng áp thấp cho các tàu thuyền thoát ra hoặc là không di chuyển vào vùng nguy hiểm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Đối với khu vực đất liền Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên thì khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Tùy tình hình thực tế, chủ động cho học sinh nghỉ học. Còn tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm mực nước sông Hoài dâng cao, khiến cho thành phố Hội An ngập sâu trong nước lũ. Đến chiều ngày hôm qua, mặc dù mưa đã ngớt nhưng mà mực nước sông thì vẫn ở mức cao và gió mạnh gây chiều cường đã làm nước rút rất chậm. Hiện chính quyền thành phố Hội An đang tập trung cho công tác khắc phục sau khi lũ rút. Lũ thượng nguồn đổ về, nước sông Hoài dâng cao gây ngập hầu hết các tuyến phố trong đô thị cổ Hội An. Các khu vực trũng, thấp, ngập rất sâu, hầu hết các cơ sở đều an toàn. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn sẵn sàng các phương án hỗ trợ cho khách du lịch khi cần thiết. Tất cả anh em đều trực chiến 100%. Tại khu phố, tại các điểm sinh hoạt của khu phố thì có các lực lượng anh em trực chiến. Nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ thì địa phương cần thiết là phải điều động anh em đến ứng cứu rất là kịp thời. Nước lũ sẽ rút chậm hơn so với dự báo do chiều cường dâng cao và lượng nước trên thượng nguồn đổ về. Vì vậy, chính quyền Hội An luôn chủ động các phương án khắc phục, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường sau khi lũ rút. Lũ rút lên đào thì cái việc mà triển khai dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo các vấn đề có liên quan sẽ được các cái xã phường cũng như là công ty công trình cộng và các ngành liên quan ở thành phố là sẽ tập trung làm. Lũ lụt gây ngập sâu đã gây ra nhiều khó khăn, bất tiện nhất định cho di sản phố cổ Hội An. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị tốt phương án ứng phó, khắc phục trong và sau mưa lũ, nên người dân và du khách nơi đây vẫn an toàn. Nước lũ tràn về đột ngột sau trận mưa lớn trong tối ngày hôm qua thì cũng đã làm cho khu vực ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định ngập sâu, khiến cho chính quyền địa phương và người dân trở tay không kịp. Ngay sau khi lũ rút, tỉnh Bình Định đã gấp rút huy động lực lượng vũ trang giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Rất đông lực lượng chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã đến Ủy ban Nhân dân phường Gành Ráng từ rất sớm để phụ giúp cán bộ, viên chức đang công tác tại đây quét dọn bùn non, vệ sinh tổng thể bàn ghế, phòng ốc và thu gom rác thải để nhanh chóng quay trở lại làm việc. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn thì triển khai lực lượng cán bộ chiến sĩ giúp cho ủy ban hàng nào vết bùn non, cũng như là phối hợp với các lực lượng triển khai nạo vết bùn ở tại các tuyến đường mà bị ảnh hưởng, cũng như là bà con nhân dân nhanh chóng là ổn định cuộc sống. Còn tại nhiều tuyến đường xung quanh khu vực chợ Gành Ráng, bùn non từ núi Vũng Chua tràn về đóng thành mảng dày đặc. Trung đoàn cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã phải huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện vật dụng để gấp rút cào dọn thông đường cho người dân đi lại. Quá trình làm thì lượng bùn non nó quá nhiều, cho nên là cái việc mà hốt thì là nó cũng gặp nhiều khó khăn, nghĩa là với hai nữa là cái lượng xe mà để chuyển cái khối bùn non và đất cát này thì nó cũng hạn chế, cho nên là anh em cũng đang khắc phục dần dần là gom đất cát lại để chờ là xe tới và để vận chuyển đi được khác. Cán bộ chiến sĩ thì quyết tâm để là khắc phục cái tình trạng này sớm nhất để bà con để lưu thông và đi lại trên địa bàn được thuận lợi hơn. Mình cũng chuẩn bị cái tư thế là ra để dọn, nhưng mà ra thấy các cái lực lượng cán bộ chiến sĩ công an cũng như biên phòng là dọn như thế này thì mình thấy rất là cảm ơn. Và kiểu như nếu như mà không có các bạn thì cả xóm này luôn là đuối luôn nguyên một ngày, chưa biết là xong hay là không.